Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, chia sẻ trên mạng xã hội True Social hôm 14 tháng 10, ông Trump cho rằng điều rất quan trọng là bà Kamala Harris cần phải vượt qua bài kiểm tra về sức bền và sự nhanh nhẹn về nhận thức. Ông Donald Trump nói với phó tổng thống Kamala Harris chậm chạp và thiếu năng lượng, đồng thời yêu cầu bà làm bài kiểm tra nhận thức. Ông Trump cho rằng những hành động của bà ấy khiến nhiều người tin rằng bà ấy có thể có điều gì đó rất không ổn. Bà ấy chậm chạp và lờ đờ khi trả lời ngay cả những câu hỏi dễ nhất. Chúng ta vừa trải qua gần 4 năm như thế, chúng ta không nên lặp lại điều đó. CBS News đã phát sóng một cuộc phỏng vấn với bà Harris, nội dung đã được biên tập rất nhiều, mà trong đó những câu trả lời dài dòng và lan man của Phó tổng thống Mỹ từng xuất hiện trong bản xem trước đã bị cắt và thay thế bằng những câu trả lời hoàn toàn khác khi được phát sóng chính thức. Ông Trump đã rất tức giận với CBS và cho rằng kênh truyền hình này nên bị đóng cửa cũng như bán cho người trả giá cao nhất. Những lời công kích mới nhất của ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa nhắm vào bà Harris được đưa ra sau khi ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ đặt câu hỏi về thể chất và tinh thần của ông Trump, sau khi cho biết các bác sĩ mô tả sức khỏe là tuyệt vời, bà Harris đã kêu gọi ông Trump đi kiểm tra sức khỏe, bà cho rằng nếu ông Trump không làm như vậy, chứng tỏ ông không muốn người dân Mỹ thấy những gì ông đang làm và liệu ông có đủ sức khỏe để trở thành tổng thống Mỹ hay không. Ở tuổi 78, ông Trump hơn bà Harris 19 tuổi. Ông hiện là ứng viên tổng thống lớn tuổi nhất do một đảng lớn trong lịch sử nước Mỹ đề cử. Ông Trump cũng từng công bố một lá thư từ bác sĩ riêng vào tháng 11 năm 2023 nêu rõ sức khỏe tổng thể của ông là rất tuyệt vời và các bài kiểm tra nhận thức của ông là hiếm có ông Trump đã liên tục chỉ trích Tổng thống Joe Biden về sức khỏe tinh thần và thể chất cho đến tháng 7, thời điểm ông Biden tuyên bố dừng chiến dịch tái tranh cử và đề cử bà Harris thay thế. Thưa quý vị, bà Harris công bố báo cáo cho thấy bà đủ sức khỏe để làm Tổng thống, đồng thời hối thúc ông Trump, người đã 78 tuổi, làm điều tương tự. Bà Harris công bố báo cáo sức khỏe hối thúc ông Trump làm điều tương tự, trong ngày 12 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố kết quả kiểm tra y tế gần nhất, khẳng định bà hoàn toàn đủ sức khỏe để làm tổng thống. Báo cáo cho biết bà Harris không có vấn đề gì đáng ngại về sức khỏe, chỉ bị dị ứng theo mùa, đôi khi nổi mề đay và có đeo kính áp tròng. Phó Tổng thống không hút thuốc, thỉnh thoảng có uống rượu và vẫn duy trì được chế độ ăn uống lành mạnh. Bà Harris đủ sức khỏe về thể chất và tinh thần để đảm đương các nhiệm vụ của tổng thống Mỹ. Chiến dịch của bà Harris sau đó đã lên tiếng kêu gọi ứng viên Cộng hòa Donald Trump làm điều tương tự, đồng thời trích dẫn một số bài báo của New York Times đề cập đến việc ông Trump ít minh bạch về tình trạng sức khỏe. Ở chiều ngược lại, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã lên tiếng phản bác động thái của bà Harris. Ông Stephen Chung, giám đốc truyền thông của chiến dịch Trump nói, Mọi người đều biết ông Trump có đủ sức khỏe để làm tổng thống. Ông ấy đã duy trì một lịch trình vận động vô cùng bận rộn, thứ mà bà Harris không thể theo kịp. Các cuộc thăm dò cũng cho rằng ông Trump có sức bền tốt hơn bà Harris. Theo giới quan sát, phía bà Harris công bố kết quả kiểm tra sức khỏe nhằm khiến dư luận tập trung vào vấn đề tuổi tác của ông Trump, người năm nay 78 tuổi. Tuy vậy, các cuộc khảo sát gần đây thể hiện rằng cử tri Mỹ không quá quan tâm đến độ tuổi của ông Trump, bởi cựu Tổng thống vẫn cho thấy hình ảnh tràn đầy năng lượng mỗi lần xuất hiện công khai. Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris đang dẫn trước ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump với khoảng cách 3%, 46% so với 43%. Hiện cả hai ứng viên Harris và Trump vẫn đang bám đuổi quyết liệt để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Cuộc thăm dò kéo dài 4 ngày của Reuters, IPSOS cho thấy, ông Trump, người đã kém bà Harris 6 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò trước đó từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, là ứng cử viên được ưa chuộng trong một loạt vấn đề kinh tế. Cuộc thăm dò có biên độ sai số khoảng 3%, những người trả lời đánh giá nền kinh tế là vấn đề hàng đầu mà nước Mỹ đang phải đối mặt, khoảng 44% cho biết ông Trump có cách tiếp cận tốt hơn trong việc giải quyết chi phí sinh hoạt tăng cao so với 38% chọn bà Harris. Trong số nhiều vấn đề kinh tế mà vị tổng thống tiếp theo nên giải quyết, khoảng 70% số người được hỏi cho biết chi phí sinh hoạt sẽ là vấn đề quan trọng nhất. Chỉ có một số ít người chọn thị trường việc làm, thuế hoặc giúp tôi khá hơn về mặt tài chính. Ông Trump cũng nhận được nhiều sự ủng hộ hơn bà Harris ở mỗi chủ đề trên mặc dù cử tri cho rằng Harris là ứng cử viên tốt hơn để giải quyết khoảng cách giữa người Mỹ giàu có và người Mỹ trung bình với tỷ lệ 42% so với 35%. Hiện cả hai ứng viên Harris và Trump vẫn đang bám đuổi quyết liệt để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Ở một diễn biến khác, tờ The Hill đưa tin, ứng viên Cộng hòa Donald Trump đang dẫn trước đối thủ dân chủ Kamala Harris với cách biệt lớn ở hai bang Florida và Texas. Bản khảo sát được Thời báo New York và Đại học Siena công bố hôm 8 tháng 10 giờ Mỹ cho thấy, ông Trump đang dẫn trước ứng viên dân chủ Harris với 6 điểm phần trăm ở bang Texas, còn ở bang Florida, con số này lên tới 13 điểm phần trăm. Theo tờ The Hills, những số liệu mới này có thể sẽ giáng một đòn mạnh và quan điểm của một số thành viên đảng Dân Chủ khi những người này tin rằng tỷ lệ ủng hộ đảng của họ ở hai bang florida và texas sẽ thay đổi sau khi bà harris trở thành ứng viên đảng dân chủ thay thế tổng thống mỹ joe biden tham gia cuộc đua vào nhà trắng Bang Florida trong các kỳ bầu cử tổng thống Mỹ trước đây thường được xem như là một bang chiến địa. Tuy nhiên, với việc ông Trump giành chiến thắng tại đây trong các cuộc bầu cử vào năm 2016 và 2020, nên bang này đang nghiêng về phía Đảng Cộng hòa trong những năm gần đây, trong khi đó ở bang Texas chưa từng có ứng viên dân chủ nào giành được tỷ lệ ủng hộ nhiều hơn đối thủ Đảng Cộng hòa kể từ năm 1976. Ngoài ra, số liệu cuộc khảo sát trên cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Harris vẫn cao hơn ông Trump 3 điểm phần trăm trên toàn nước Mỹ. Được biết, cuộc khảo sát trên được thời báo New York và Đại học Siena thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 với 3.385 cử tri tham gia, trong đó số cử tri tham gia khảo sát tới các bang Florida và Texas lần lượt là 622 và 617 người. Ngày 8 tháng 10, trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ, đài CBS News đã phát sóng chương trình 60 phút phỏng vấn phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên tổng thống của đảng dân chủ về những vấn đề nóng bao gồm Trung Đông, Ukraine, sở hữu súng đạn và nhập cư. Trả lời ngay trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ, bà Harris không đồng ý trước câu hỏi liệu Thủ tướng Israel là đồng minh lớn của Mỹ, mà cho rằng câu hỏi đúng phải là liệu nhân dân Mỹ và nhân dân Israel có quan hệ đồng minh quan trọng hay không. Nếu là câu sau, bà Harris xác nhận là đúng. Ứng viên của Đảng Dân Chủ cũng không cho rằng chính sách về nhập cư của chính quyền Tổng thống Joe Biden là sai lầm, dù Washington buộc phải quay lại các biện pháp kiểm soát biên giới sau 3 năm dỡ bỏ. Về khả năng hòa đàm Ukraine, bà Harris khẳng định sẽ không tham gia cuộc gặp mặt đối mặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin trừ khi có sự tham gia của phía Ukraine. Theo bà, nếu ứng viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn còn là Tổng thống Mỹ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, giờ đây át hẳn ông Putin đã đặt chân đến Kyiv liên quan đến nghị trình kinh tế bà tiếp tục khẳng định kế hoạch của mình sẽ giúp nền kinh tế mỹ mạnh mẽ hơn còn ông trump chỉ làm kinh tế thêm suy yếu bà harris tuyên bố sẽ đánh thuế những người giàu nhất nước mỹ để chi trả cho kế hoạch trên trong lúc phỏng vấn phó tổng thống cũng tiết lộ từ lâu sở hữu một khẩu súng glock và từng nổ súng tại trường bắn Đài CBS News cho biết đã mời ông Trump tham gia chương trình 60 phút. Theo như truyền thống phỏng vấn ứng viên lưỡng đảng trước bầu cử Tổng thống và ứng viên Đảng Cộng Hòa ban đầu đồng ý, nhưng sau đó từ chối. Chiến dịch tranh cử của ông Trump khẳng định ông không nhận lời tố CBS News lan truyền tin vịt. Cũng trong ngày 8 tháng 10, tỷ phú Elon Musk tuyên bố đặt cược vào chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Còn nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ, ông Musk sẽ tham gia vận động tranh cử cho ông Trump ở bang chiến địa Pennsylvania. Chiến dịch của ông Trump không bình luận về thông tin này. Ông Trump cũng dự kiến tổ chức meeting ở bang chiến địa này trong ngày 9 tháng 10, cụ thể là Cranton và Reading. Trước đó, tỷ phú Musk đề nghị trả 47 đô la, gần 1,17 triệu đồng cho người nào thành công, thuyết phục một cử tri ở bang chiến địa đồng ý ký và đơn thỉnh nguyện ủng hộ thu chính án thứ nhất và thứ hai. Đây được xem là hình thức lách luật để trả tiền khuyến khích cử tri ở các bang chiến địa đi bầu cho ông Trump ngày 5 tháng 11. Trong chương trình mới nhất được phát trực tiếp trên Fox News hôm 7 tháng 10, tỷ phú Elon Musk cho biết Tôi cho rằng nếu Donald Trump không đắc cử năm nay, đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng của đất nước chúng ta. Trong cuộc trò chuyện kéo dài gần 2 giờ, mướt bày tỏ hoàn toàn ủng hộ với cựu tổng thống Donald Trump. Nếu ông Trump thua, tôi sẽ rất khó giả vờ như chưa từng ủng hộ ông ấy, người dân chương trình nói. Một trả lời, tôi tất tay vào ông ấy, thêm rằng không có lý do gì để phủ nhận sự ủng hộ dành cho Trump. Tỷ phú công nghệ nói thêm và cười lớn khi đề cập khả năng ông bị kết án tù nếu Đảng Dân chủ thắng cử năm nay nếu chăm thua thì tôi coi như xong. Anh nghĩ tôi sẽ bị tuyên án bao nhiêu năm tù, có được gặp con mình không nhỉ, chẳng biết nữa. Mơ tin rằng những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đang được giới chức cố ý đưa đến các ban chiến trường. Theo ông, nếu những người nhập cư này trở thành công dân Mỹ và có quyền bỏ phiếu, họ sẽ trở thành cử tri ủng hộ đảng Dân Chủ. Mơ đặt câu hỏi, chênh lệch phiếu bầu giữa hai ứng cử viên ở các bang chiến trường đôi khi chỉ là 10.000 đến 20.000. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu hàng trăm nghìn người được đưa đến mỗi bang như vậy? nên tôi đoán nếu đảng Dân Chủ nắm quyền thêm 4 năm, họ sẽ cấp quyền công dân cho những người nhập cư trái phép, đến mức không còn bang chiến trường nào trong cuộc bầu cử kế tiếp. Mức công khai tuyên bố ủng hộ ông Trump sau khi cựu Tổng thống bị ám sát hụt ở bang Pennsylvania hồi tháng 7. Tỷ phú công nghệ hôm 5 tháng 10 xuất hiện cùng Trump trong cuộc vận động tranh cử ở Buller, Pennsylvania, nhấn mạnh vào cuộc đua xích sao có thể quyết định kết quả bầu cử ở các bang chiến trường như Pennsylvania và kêu gọi đám đông đăng ký bỏ phiếu. Ông Trump phải thắng để bảo vệ nền dân chủ ở Mỹ, Mơn nói về đám đông. Mơn ngày càng được xem là người đại diện cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Tỷ phú giàu nhất thế giới được coi là có kế hoạch đến các bang chiến trường những tuần tới để thuyết phục cử tri bầu cho Trump. Trước đó, trả lời phỏng vấn cho một chương trình, ông Trump đã tuyên bố sẽ không tìm kiếm một cuộc tái tranh cử khác nếu để thua phó tổng thống Kamala Harris. Chi tiết, cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Full Mesua hôm 22 tháng 9 theo giờ địa phương. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi liệu ông có cân nhắc khởi động một chiến dịch khác sau 4 năm nữa, năm 2028, nếu lần này ông không thành công hay không? Cựu Tổng thống trả lời, đồng thời nói thêm rằng ông vẫn lạc quan về việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Không, tôi không. Tôi nghĩ rằng đây là lần cuối cùng. Ông Trump chia sẻ, tôi hy vọng chúng tôi sẽ thành công. Trước đó, ông Trump đã loại trừ khả năng tham gia cuộc tranh luận Tổng thống khác với bà Kamala Harris sau khi CNN thông báo rằng ứng viên Đảng Dân Chủ đã chấp nhận lời mời tham gia cuộc tranh luận vào ngày 23 tháng 10. Ông Trump nói với những người ủng hộ tại cuộc meeting ở Wilmington, Bắc Carolina, giải thích rằng cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu, một cuộc tranh luận khác đã là quá muộn. Trước đó, ông Trump đã chỉ trích cuộc tranh luận trên ABC với bà Harris vào ngày 10 tháng 9 là không trung thực. Cựu Tổng thống tuyên bố sẽ chỉ cần nhắc một cuộc tranh luận trực tiếp khác được tổ chức trên một kênh công bằng. Ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016 sau khi đánh bại bà Hillary Clinton. Ông để mất chức Tổng thống vào tay ông Joe Biden vào năm 2020. Trong khi hiến pháp Mỹ cấm một người giữ chức Tổng thống qua hai nhiệm kỳ, ông Trump từng đưa ra ý tưởng bằng cách nào đó đàm phán nhiệm kỳ thứ ba nếu ông tái đắc cử. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!